Bất chấp chiến dịch đào hổ diệt ruồi khốc liệt của Chủ tịch Trung Quốc, các quan tham nước này vẫn không e ngại và có vẻ như các quan Trung Quốc mỗi lúc một tham hơn. Truyền hình Trung Quốc vừa phát đi đoạn video ghi lại cảnh thu giữ tiền tại nhà Wei Pengyuan, nguyên vụ phó vụ than đá thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc. Điều đáng nói là số tiền nhiều tới nỗi không thể đo được bằng đơn vị tiền tệ thông thường là triệu hay tỷ, mà phải đo bằng cân nặng là tấn. Theo dõi video sau, các bạn sẽ hình dung được có 3 tấn tiền thì sẽ nhiều như thế nào. Với trọng lượng ước tính gần 3 tấn và có trị giá khoảng 31 triệu đô la Mỹ, đây là số tiền mặt quan tham cất giấu và bị thu hồi lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc. Được biết căn hộ cất giấu tiền này của ông Ngụy trống trơn đồ đạc, chỉ có duy nhất chiếc giường. Cách đây 2 năm, các nhà điều tra đã tìm thấy các thùng giấu đầy tiền bên trong căn nhà và có vẻ chưa có ai đụng đến chúng kể từ khi được rút khỏi ngân hàng. Số tiền này bao gồm các loại từ nhân dân tệ, đô la Mỹ, euro đến bảng Anh với nhiều mệnh giá khác nhau. Một ngân hàng ở Beijing đã phải sử dụng đến 16 máy đếm tiền để kiểm trong hơn nửa ngày. 4 chiếc bị cháy vì chạy quá công suất mới có thể kiểm hết số tiền này. Vâng, xin được bổ sung thêm một chi tiết khá đáng chú ý là mặc dù cất giấu một lượng tiền mặt khổng lồ trong nhà như vậy, nhưng mà ông Wei bề ngoài thì là một thể hiện là một quan chức rất là chân chất, ăn mặc xoàng xĩnh và đi làm bằng xe đạp. Thực tế là theo điều tra thì ông Wei ngày ngày đi làm bằng một chiếc xe ô tô Audi và hạng sang. Ông ta đậu ô tô ở một nơi gần chỗ làm và sau đó thì giả đi xe đạp tới cơ quan. Vâng, và trước đó nhà chức trách Trung Quốc đã phát hiện 120 triệu nhân dân tệ, khoảng 416,6 tỷ đồng Việt Nam, 37 cân vàng và giấy tờ 64 căn hộ trong nhà riêng ông Mã Siêu Quần, nguyên tổng giám đốc một công ty cấp thoát nước. Ước tính số tiền trên nặng gần 1,5 tấn. Rõ ràng là do sợ lộ danh tính khi gửi ngân hàng, ngày càng nhiều quan tham chọn cách dùng tiền tươi thóc thật, xong đem xem ra lưới trời thưa mà khó lọt. Họ vẫn lần lượt xa lưới pháp luật.